ngày 15 và 16 tháng 5, Đảng bộ xã Xuân Liên đã tổ chức đại hội lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Trưởng ban tổ chức huyện ủy Phan Văn Thư, trưởng công an huyện Thượng tá Nguyễn Quang Thành cùng dự. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Xuân Liên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, nông lâm ngư chiếm 30%, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, ngành nghề 70%. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,5%, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 39 triệu đồng một người một năm. Năm 2015 là 25,8 triệu, hộ nghèo năm 2019 còn 2,72%. Xã Xuân Liên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Xây dựng nông thôn mới thực sự đã đi vào chiều sâu hiệu quả, thiết thực, kết cấu hạ tầng được đồng bộ, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có sự chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã ban hành 21 nghị quyết, có nhiều nghị quyết đi vào cuộc sống. Đảng bộ đã tổ chức 9 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết cho 1.800 lượt cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được nâng lên, trình độ chuyên môn đại học 68,4%, lý luận chính trị trung cấp 81,8%. Thực hiện sáp nhập từ 11 thôn xuống còn 7 thôn, đảm bảo hoạt động tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ, như thực hiện một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế chưa mạnh, chưa xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, năng lực và sức chiến đấu ở một số chi bộ còn hạn chế, tự phê bình và phê bình có lúc chưa cao, việc kết nạp đảng viên còn nhiều khó khăn. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Xuân Liên xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung khai thác các tiềm năng lợi thế địa phương để đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới đạt chuẩn nâng cao kiểu mẫu. Với một số chỉ tiêu cụ thể, như thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng một người một năm, không còn hộ nghèo, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%, 100% khu dân cư đạt chuẩn, có 50 vườn mẫu đạt chuẩn, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trung bình mỗi năm kết nạp từ 6 đến 8 đảng viên, 60% các chi bộ được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phát biểu tại đại hội, trưởng công an huyện Thượng tá Nguyễn Quang Thành đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân Xuân Liên trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đề nghị Xuân Liên tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào địa bàn. Bên cạnh đó, xây dựng các ngành nghề chế biến thủy hải sản, tiến tới sản xuất theo hướng hàng hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới kiểu mẫu. Trong công tác xây dựng Đảng, trưởng công an huyện đề nghị tiếp tục tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đại hội đã bầu 11 đồng chí tham gia ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Thị Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Liên nhiệm kỳ 2020-2025.